Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 11 tháng 11 năm 2007. Hôm nay là những ngày tu định kỳ của chùa Văn Thù chúng ta. Tôi kể cho các vị nghe về chuyện của hai vị đại đệ tử của Đức Thế Tôn ngày xưa. Đó là ngài Xá Lợi Phất và ngài Mục Kiền Liên. Một hôm, ngài Xá Lợi Phất ngồi thiền ở trong rừng. Có hai con quỷ dạ so nó tình cờ bay ngang, và dưới ánh trăng sáng thì có một con quỷ nó thấy ngài Xá Lợi Phất cạo đầu rất là sạch, rất là sáng, nó thấy nó rất là ghét. Cái nó nói với con kia, nó nói để tao đánh cái ông thầy chùa này một chài cho ông vỡ cái đầu ông ra. Nó thấy nó ghét cái đầu trọc quá đi. Thì cái con quỷ kia nó can, nó nói đừng. Xá Lợi Phất là tướng quân của chánh pháp, tức là một cái vị trưởng lão của đại chúng, ông rất là giỏi và phước đức rất là lớn. Đụng tới ổng là có thể ổng không chết nhưng mà mình nát hay đó, đừng đụng ổng. Nó can lần thứ nhất. Con quỷ già soi kia cũng rất là ngoan cố. Lần thứ hai nó nói tao sẽ đánh ông thầy tu này một chài cho vỡ đầu. Thì nó lại can lần thứ hai. Rồi đến lần thứ ba thì con quỷ kia nó cũng khởi cái ý rất là giận dữ. Nó nói lần này thì không có thể can được, tao đánh cái ông thầy tu này một chài cho vỡ đầu mới nghe. Thế là nó đánh ông một chài trên đầu. Và sau khi đánh ông xong một chài thì cả người nó bốc thành lửa và nó đọa xuống địa ngục luôn. Và ngài Mục Kiền Liên, ngài cũng tọa thiền trong rừng vắng. Ngài nhìn thấy điều này, ngài rất là kinh khủng. Ngài nói cái lực đánh của con quỷ kia nó mạnh đến nỗi là có thể ngã luôn 5-7 con voi. Và nếu cái đấm của nó mà đấm ngay đỉnh núi thì cái núi kia có thể vỡ ra tan nát. Không biết cái vị sư huynh mình có sự cố gì không, cho nên ngài mới đi tới chỗ ngài Xá Lợi Phất tọa thiền. Ngài hỏi sư huynh à, sau khi tọa thiền xong rồi sư huynh nghe có an lạc, có khỏe khoắn, thân tâm có bình ổn không? Ngài Xá Lợi Phất nói, ồ, cảm ơn sư huynh, tôi nghe thân tâm rất là bình ổn, có điều cái đầu nó hơi nhức một chút thôi. Cái ngài Mục Liên nói, ồ, không ngờ là cái thần lực của sư huynh nó lớn như thế đó. Tôi nghĩ con quỷ đó mà nó đấm vào núi thì núi cũng vỡ, đấm vào voi thì voi cũng ngã lăn ra chết, thế mà sư huynh chỉ nghe hơi nhức đầu thôi ư? Cái ngài Xá Lợi Phất, ngài chắp tay ngài xá, ngài nói, đúng là sư huynh thần lực rất là giỏi, tôi ngồi thiền có biết gì đâu. Trong khi đó thì sư huynh thấy con quỷ nó đấm lên đầu của tôi. Sư huynh là một vị thầy tôi rất là kính phục. Và hai ông bàn với nhau và nói năng với nhau như thế thì bằng cái tuệ giác, bằng cái thiên nhĩ thông, Đức Thế Tôn nghe được. Đức Thế Tôn mới nói một cái bài kệ rất là hay. Và hôm nay mình chép bài kệ này, mình mới vừa đọc cái chuyện này ở trong tiểu bộ kinh, mới đọc ràng ràng đây, tức là mới vừa đọc đây, chép ở đây cho các vị học cho vui. Các vị nhớ là những ngày thọ bát mà có dịp mình chia sẻ là các vị phải có giấy viết à, có biết không? Giấy viết cho chính các vị chứ không phải cho tôi. Và chúng ta có cái chủ đề của bài kinh này, đó là an trú tâm. An trú tâm, an trú tâm có nghĩa là làm cho tâm an tịnh, làm cho tâm định tĩnh. Tâm ai như tảng đá an trú không dao động, không tham vật khả ái, đáng phẫn nộ không sân. Tâm ai tu như vậy từ đâu khổ đến được? Bài kệ này được trích trong tiểu bộ kinh. Mình đọc lại. Tâm ai như tảng đá an trú không dao động, không tham vật khả ái, đáng phẫn nộ không sân. Tâm ai tu như vậy từ đâu khổ đến được? Chúng ta có một cái đại ý của bài kinh này như thế này. Đại ý: người tu tập hãy khéo phòng hộ và điều phục tâm để loại trừ khổ đau và sống an lạc.
Mình đọc lại cái đại ý nè. Người tu tập hãy khéo phòng hộ và điều phục tâm để loại trừ khổ đau và sống an lạc. Cái xu hướng của cuộc sống chúng ta là làm thế nào để loại trừ những cái nỗi khổ niềm đau. Và khổ đau với hạnh phúc, hai cái nó được đặt trên cái cân thế này. Cái này ít thì cái kia nhiều. Nỗi khổ mà nhiều thì hạnh phúc nó ít, hạnh phúc nó nhiều thì nỗi khổ nó ít. Và cái xu hướng của mọi con người trên hành tinh này đều đi con đường này. Các vị cư sĩ mà đến tu tập một ngày thọ bát cũng có cái khuynh hướng là muốn loại trừ những khổ đau của tâm, muốn sống được an lạc. Các thầy đi theo con đường tu cũng có cái xu hướng như vậy, cũng muốn mỗi ngày niềm vui nó nhiều hơn, hạnh phúc nó càng ngày càng tràn đầy trong tâm thức hơn. Và đó là cái nhu yếu rất là chung của đời sống mọi chúng ta. Và mình tu mà mình không làm được điều này thì rất là dở, có nghĩa là thất bại. Làm cái gì cũng mong thành công, đi làm một tháng mà không lãnh lương các vị có chịu được không? Đình công, không làm đó nữa, hoặc là lương ít mình cũng không ưa. Thế mà mình tu hành mình không có thành công được trên cái con đường càng ngày càng có niềm vui là mình thất bại đó, mình đình công đó, tức là không thèm tu nữa. Cho nên tu mà không chuyển hóa tức là các vị chưa có thành đạt được, chưa có giỏi. Ở đây có những cái từ các vị lưu ý nghe. Từ gì? Khéo phòng hộ. Phòng hộ là gì? Phòng hộ là khéo giữ gìn, ngăn bớt những cái duyên bên ngoài nó tác động vào tâm thức ta, nó làm cho tăng trưởng cái nỗi buồn, tăng trưởng khổ đau, tăng trưởng cái hờn giận. Đó là khéo phòng hộ. Điều phục là gì? Tức là làm cho những cái đã có trong tâm thức mình nó chuyển hóa, nó đổi đi hoặc nó biến mất. Đó là điều phục. Tức là từ cái mức độ cạn là ta giữ gìn phòng hộ cái sự xâm nhập của nó từ bên ngoài đi vô, rồi ta điều phục những cái đã có ở bên trong tâm thức ta. Hai điều này nó từ cạn đi vào sâu. Mình giải thích một chút về cái bài này là chúng ta đi vào nội dung chia từng phần. Tâm ai như tảng đá có nghĩa là gì? Tức là tâm của ta rất là vững vàng, rất là vững chãi. Người vững chãi nghĩa là người không có bị vui buồn sầu khổ bất an nó tác động. Người càng làm lớn ấy, thì tâm của họ càng vững. Các vị nhớ ngày xưa có câu chuyện của Kinh Kha đó, có nhớ chuyện đó không? Mình kể cho vui. Thái tử Đang muốn hành thích vua Tần, để bắt vua Tần phải trả lại 6 nước mà vua Tần đã cướp. Chọn người không có, mà cuối cùng chọn được Kinh Kha. Kinh Kha là người vui buồn không có làm lòng lay động. Kể cả cái việc mà Thái tử Đang cho vàng ông cũng không vui, tặng mỹ nữ ông cũng nghiễm nhiên, nghĩa là thần tình bất động đối với cái chuyện thành bại lợi danh. Và cái người cùng đi với Thái tử Đang để hành thích vua Tần đó là một anh chàng dũng sĩ ở chợ. Thái tử Đang không hài lòng, nói rằng tôi đem thân vào miệng cọp, một lần đi là không có về, nhưng mà đem theo cái tên này thì chắc chắn là sẽ thất bại thôi. Tại vì tên này nó chưa có đủ cái dũng khí của một cái anh hùng, tâm thức nó còn rất là xao động, vui buồn bất thường có mặt trên đời sống, cho nên không thể đi vào hang hầm để giết người được. Và Thái tử Đang thì nghĩ rằng vua Tần một sớm một chiều mang quân qua thôn tính nước Yên, cho nên quyết lòng là phải đi cho sớm thôi. Và Kinh Kha ngậm ngùi dẫn cái người đồng hành của mình và tới chừng vô đến triều đình vua Tần. Thì khi anh ta bưng lễ vật dâng lên vua Tần thì cái điều làm vua Tần đề phòng đó là cái tên tùy tướng bên cạnh nó rất là rung, nó rung sợ như nè. Và cái chuyến hành tích đã không có thành công. Cuối cùng Kinh Kha chết. Và có một câu thơ khi Kinh Kha đi ngang qua dòng sông Dịch rất là hay. Nguyên văn chữ Hán đó là: Phong tê tê hề dịch thủy hàn, tráng sĩ nhất khứ hề bất phục phản. Tức là
Gió vi vút trừ sóng dịch lạnh tê, tráng sĩ một đi trừ không trở về. Mình dẫn một vòng vậy không phải để kể chuyện đời xưa cho các vị nghe đâu, mà để kể chuyện này. Quy lại cái gì? Thưa, tâm của ta mà bất động giữa cuộc đời á, thì người mà cái năng lực tâm họ càng vững, họ càng làm được việc lớn. Và người có được cái tâm rất là an bình, bất động ở giữa cuộc sống này, thì thưa đại chúng là người ta trách cứ, buồn phiền, người ta chê, người ta khen, mình nghiễm nhiên được, mình không có bị chao đảo. Còn bằng không thì cuộc đời mình ở trong bàn tay của người ta. Hay nói một cách tượng hình hơn nữa là cái lỗ mũi mình bị người ta xỏ dây vô, người ta kéo. Thế nào là xỏ dây vô kéo? Khen mình tiếng cái mình phồng mũi lên, ta kéo đi hướng đông. Chê mình tiếng cái mình xìu xuống, mình buồn, tức là người ta kéo mình đi hướng tây. Cuộc đời mình ta do tròn bóp méo trong bàn tay, rất là tội nghiệp. Và thường thì tâm thức của ta nó luôn sao động bất an, luôn sợ sệt, luôn hồi hộp, sợ người này chê, thích người kia khen, và cứ nhìn hàng xóm láng giềng để đánh giá đời sống mình. Mình không dám tự nhận đời sống của mình, không dám bằng lòng với đời sống chính mình. Mình chỉ nhìn người ta để biết là mình đẹp hay xấu, nhìn người ta để biết người ta thương hay không thương. Và như vậy thì cuộc đời mình rất là tội nghiệp. Cho nên cái điều đầu tiên là ta hãy làm cho tâm mình vững như tảng đá, an trú trong cái sự yên bình, không có lay động, và không tham vật khả ái. Việc đáng phẫn nộ ta cũng không phẫn nộ. Không tham vật khả ái là gì? Dập tắt bớt lòng tham. Và cái việc đáng sân giận là mình dừng lại được, đó là người giỏi. Tâm ai tu như vậy từ đau khổ tới được. Thưa đại chúng là các vị mà an trú tâm được như thế này, các vị tu như thế này, thì nỗi khổ nó không dám tới nhà. Nó đứng ngoài ngõ, nó nhìn, nó quẹt nước mắt, nó đi thôi. Không cách gì mà xâm nhập vào đời sống người kia được. Chắc như vậy. Nó có mấy điều để chúng ta đi vô như thế này. Điều thứ nhất là cái khuynh hướng tất nhiên của tâm. Điều thứ hai, chúng ta nói đến cái nguồn gốc của an lạc và khổ đau. Điều thứ ba, chúng ta sẽ nói về cái cách an trú và điều phục tâm. Và điều thứ tư, hơi dài dòng nha, thử thực tập. Mình giải thích cho các vị biết về cái khuynh hướng tất nhiên của tâm thức ta. Mình vừa chia sẻ là cái khuynh hướng tất nhiên của đời sống con người là tìm an lạc. Khuynh hướng tất nhiên là làm thế nào để đời sống mỗi ngày có hạnh phúc hơn. Điều này ai cũng đều có cái hạt mầm trong trái tim cả. Rồi mình thử nhìn ra ngoài thiên nhiên và vũ trụ thì các vị thấy cái khuynh hướng tất nhiên nó đều đi vào cái chỗ thăng bằng hết. Một cái quả lắc đồng hồ á, nếu mà không có pin á, thì quý vị biết nó làm gì không? Nó đi qua đi về, đi qua đi về, càng ngày cái nhịp lắc của nó càng ngày càng chậm lại, rồi nó đứng yên, phải không? Biển mênh mông như thế, nó sống là tại nó thích hay là nó thích yên? Thì nó thích yên chứ nó phải thích dậy sóng và đào đâu. Và khi gió dừng thì cái điều tất nhiên là sóng nó dịu dần để nó trở lại trạng thái yên bình. Đó là mình nhìn ngoài thiên nhiên, mình thấy cái nguyên tắc của đời sống nó đều đi như vậy. Rồi mình nhìn trở lại đời sống mình thấy cái nguyên tắc của tâm nó cũng đi như vậy nữa. Ví dụ như các vị mà lo lắng, buồn phiền, xao động, bất an, đó là cái điều kiện tác động từ bên ngoài. Nhưng mà tâm thức ta có một khuynh hướng chung là khi không còn cái điều kiện tác động bên ngoài nữa, thì nó bắt đầu nó dừng lại, nó lắng lại, nó yên lại, nó bình tĩnh lại. Đó là khuynh hướng rất là tất nhiên. Từ bên ngoài tới bên trong nó đều đi con đường vậy. Mà mình sống và thuận với cái điều kiện của tự nhiên thì sống dài, mà sống trái với cái quy luật của tự nhiên thì không sống dài. Ví dụ như mình sống thuận với cái điều kiện tự nhiên sinh học đó, là ban ngày làm, ban đêm mình ngủ. Và nguyên tắc của đời sống là cái nhu cầu của đời người là 80 năm trong cuộc đời
của một kiếp sống thì người ta mất bao nhiêu năm cho cái chuyện ngủ? Tối thiểu là 20 năm. Một đêm mình ngủ như thế, các vị cứ những cái nhà tính toán người ta bỏ công là người ta làm chuyện này chứ mình không có rành lắm, nhưng mà người ta cộng lại một đời người 80 tuổi là phải ngủ mất 20 năm. 20 năm phí phạm. Thế nhưng mà không có 20 năm để ngủ như vậy. Tức là một ngày anh không có 6 tiếng đồng hồ, 8 tiếng đồng hồ để ngủ thì anh không sống được. Và nếu mình mất ngủ chừng một tuần thì thần kinh mình nó bị căng và mình có thể bị bệnh. Và mất ngủ nhiều hơn nữa thì chắc chắn là các vị không còn sức sống trong cuộc đời này. Đó là cái quy luật rất là tự nhiên thôi. Thì tâm ta nó cũng đòi cái sự thăng bằng tất nhiên như vậy. Thế mà mình không có sống với cái quy luật tự nhiên như vậy. Thế nào là không sống với cái quy luật của tự nhiên? Mình luôn mời gọi những cái lo lắng, buồn phiền, bất an, giận tức để hành hạ chính mình. Đó là mình sống rất là trái với quy luật của đời sống đó. Trong khi tâm thức mình nó có nhu cầu yên lại. Cho nên các vị, tu không có nghĩa là mình làm gì nhiều cả. Mình trở về sống lại với cái đời sống mà thiên nhiên nó tặng cho mình thôi. Đó gọi là cái khuynh hướng tất nhiên của từ ở ngoại giới cho đến tự thân, cho đến đời sống bên trong của tâm thức. Nó là cái con đường tất yếu thôi à. Và nói như thế cũng có nghĩa là chuyện tu là chuyện tất nhiên, chứ không có phải là chuyện ép buộc gì ai hết. Anh muốn sống hạnh phúc, anh tu. Anh muốn đời sống của anh càng ngày càng phẩm chất hơn thì anh tu. Anh muốn tuổi thọ anh kéo dài thì anh tu thôi à. Chứ không phải là cái chuyện quy y mới tu. Thương ông thầy Quảng Phú, thấy ông tội nghiệp thì tới đây tu, không phải. Tu là cái chuyện của chính mình, các vị nhớ vậy nghe. Tu là cái chuyện làm cho đời sống mình càng ngày càng giàu, càng hạnh phúc, càng thuận với điều kiện thiên nhiên để tồn tại thôi. Chứ không có nghĩa là tôi thương đạo Phật, tôi thương ai hết. Tu là chuyện của các vị phải làm cho chính bản thân mình để đời sống càng ngày càng giàu có và hạnh phúc. Đó là khuynh hướng tất nhiên. Thứ hai, chúng ta xét đến nguồn gốc của niềm vui và nỗi khổ. Cái gì làm nên niềm vui, cái gì làm nên nỗi khổ? Cái gì? Cái gốc của sự thích thú là cái gì? Thưa, rõ ràng là nó từ bên trong chứ không phải bên ngoài. Cái đời sống vật chất á, nó không phải là cái điều kiện tất yếu để làm cho người ta có niềm vui. Có những người họ giàu có vô cùng họ vẫn khổ. Có những người không giàu có chi mà họ vẫn ăn vui. Cũng không phải là trẻ rồi vui, già rồi buồn, cũng không phải. Có những người già họ niềm vui họ rạc rào. Cũng có những người trẻ họ rất là chán đời. Cho nên cái điều kiện để quyết định niềm vui nỗi khổ nó nằm bên trong trái tim ta. Ta quan niệm về đời sống thế nào đó thì tự nhiên ta có niềm vui, ta có hạnh phúc. Mà ta có cái nhìn thế nào đó, vừa mở mắt ra thì ta mời gọi bất an, khổ lụy, chán đời tới do chính ta thôi. Tóm lại là niềm vui và hạnh phúc nó được đánh giá từ bên trong, từ tâm thức sinh khởi. Mình nhìn ở cái mức độ vật lý á, mức độ cạn á, thì cái hoàn cảnh nó phụ thuộc vào tâm thức của các vị. Thế nào là hoàn cảnh nó phụ thuộc vào đời sống bên trong? Ví dụ như cái chùa Văn Thù này, nó có mặt do chính thầy Văn Phú, rồi do tâm thức của thầy sắp đặt để nó hình thành nên cái cảnh quan như thế này, phải không? Rồi trong một cái phạm vi nhỏ, đời sống gia đình của các vị cũng do tâm thức của các vị xây dựng nên. Các vị thích bông hoa, các vị thích nhà cửa khang trang, các vị thích cái sân, các vị thoáng đãng. Thì từ ý thức của các vị xây dựng nên cái không gian, cái môi trường, hoàn cảnh chung quanh. Và không gian, môi trường, hoàn cảnh chung quanh đó, đó có năng lực rất là nó tương thông với đời sống bên trong của ta. Tức là đời sống bên trong của các vị mà nó phiền muộn, bất an, nó ngổn ngang trăm mối, thì các vị cũng vung vãi những cái phiền muộn, bất an, trăm mối ra ngoài. Rồi các vị thiết kế đời sống bên ngoài mà nó thoáng đãng, nó an bình, nó tươi mát, thì cái khả năng bên ngoài nó cũng tác động vào tâm thức của các vị rất là dễ dàng. Hai cái nó là cái sự tương dung lẫn nhau, nó có mặt trong nhau. Nhưng mà cái vấn đề quyết định là từ tâm thức mình sinh ra mọi thứ.
Ví dụ như mình vừa nói cùng các vị đó là mọi cái hoàn cảnh bên ngoài do ta sắp xếp, rồi mọi đời sống mà phiền nhiễu bên ngoài cũng cho chính tâm thức ta sinh ra. Từ cái sự an bình của tâm thức mà mình có thể làm cho những cái khó khăn bên ngoài nó trở thành càng ngày càng dễ chịu hơn. Rồi cũng từ cái sự khó khăn của tâm thức, buồn phiền, bực bội, bất an, mình cũng vung vãi nó, làm cho đời sống bên ngoài cái không khí nó càng ngày càng bực bội, khó chịu hơn. Cho nên điều thứ nhất là ta nên nhớ là mọi cái sinh hoạt của đời sống hàng ngày các vị đều từ tâm thức của các vị sinh ra. Cái điều kế tiếp nữa là nếu nó đã từ tâm thức sinh ra thì ta có thể bắt đầu chuyển hóa nó từ bên trong tâm thức. Niềm vui của mình, khổ đau của mình, nó bắt nguồn từ bên trong. Thế thì mình cũng phải bắt nguồn từ bên trong, ngay đầu nguồn của nó, để chuyển hóa đó. Và mình nhận diện được điều này và có niềm tin chắc thật thì điều thứ nhất là mình tránh cái tình trạng đổ thừa cho hoàn cảnh, đổ thừa cho người A, người B. Không phải người kia gây nên khổ đau, mà chính mình là người chịu trách nhiệm về những nỗi khổ do mình gây ra chứ không phải người khác. Và mình nhận cái trách nhiệm đó về mình thì điều thứ nhất á, là mình không có vung vãi thêm những cái buồn phiền, bực bội, bất an vào người khác. Tự thấy mình có trách nhiệm. Thứ hai nữa là khi tự thấy mình có trách nhiệm thì mình sẽ sửa sai được những cái buồn phiền, bất an hay là xáo trộn trong gia đình rất là dễ. Và Phật tử chúng ta có khuynh hướng là mình đổ thừa người kia thôi à. Tôi muốn yên mà gió nó không chịu ngừng, cây muốn lặng mà gió không chịu ngừng. Tôi muốn nhịn mà người kia cứ chọc hoài cho nên tôi cứ giận. Chứ tôi ngu gì tôi giận. Mình nói thế nó trật. Mình phải thấy là chính mình thôi à. Chính mình gây nên bao nỗi. Chính mình là cái tác nhân làm nên cớ sự chứ không phải là người kia. Không hề có cái chuyện một bên leo thang chiến tranh. Chiến tranh nó có mặt là do gì? Hai bên. Họ không thể nhường nhau. Nếu một bên biết nhường thì chiến tranh sẽ không còn. Đó là mình nói cái lĩnh vực rộng của quốc gia. Và ông bà ta có một cái ví dụ rất là hay thế này. Khi mà nước sôi, ta làm gì? Bớt lửa ra. Chứ không có thể lấy đồ quậy để cho nước nó đừng sôi. Mình bớt lửa thì nước tự nhiên nó dịu. Cái sự khó khăn trong đời sống của các vị, sự khổ đau nó có xảy ra là nếu ta nhận trách nhiệm về mình, thấy mình là người phải chịu khó, lui về và nhường nhịn, thì tức khắc là cái an lạc nó sẽ sinh trưởng ngay chứ không cần đợi đâu xa cả. Cho nên mình hãy nhận diện là nguồn gốc của an lạc và khổ đau nó từ tâm thức sinh, chứ không phải là từ người kia, không phải từ hoàn cảnh. Hoàn cảnh như thế không đổi thay gì, nhưng mà anh có cái nhìn khác đi thì tự nhiên anh thấy điều đó nó là niềm vui. Mình dường như mình có kể cho các vị nghe về câu chuyện của cái ông đó, ông đi làm về đó. Ông làm về, ông đậu xe, ông bước vô nhà là cái cơn giận nó bừng bừng lên. Mấy cái thằng con nó mở toang cửa nhà ra và nó quậy nát cái sân kiển của ông. Nó vung vãi nào chai, nào lọ, nào xe, và như một bãi chiến trường. Nào búp bê, đủ mọi thứ nó lăn lổng ngổng ngoài đường hết. Cái ông ấy cầm từng cái món đồ mà ông đã mua cho những đứa con mà nó chơi nó phung phí đó, ông ném nó vô thùng rác một cách rất là giận dữ, giống như ném vào đầu của con mình vậy đó. Các vị đã có từng làm vậy chưa? Đôi khi mình giận quá mình từng làm vậy. Mình băm cà rốt mà giống như mình băm vô mặt của người kia chứ không phải mình băm cà rốt đâu. Rồi mình thấy cơm sau mình quậy mà mình giống như quậy vô ruột người ta cho nó đỡ tức. Cái kiểu của chúng ta là như vậy. Ông đó cũng vậy, giận quá ném đùng đùng vô cái thùng rác cho bỏ ghét, và hứa là không có mua những cái thứ này về cho cái lũ nhỏ nó quậy phá nó chơi nữa. Thì cái cơn tức nó còn đang dâng lên rất là mạnh, nó đang sôi như nước sôi. Thì cái ông hàng xóm già rồi, ông bước ra ông lượm, ông bỏ vô nhà nhẹ. Ông nói cách đây 2-30 năm tôi cũng có những đứa con như anh vậy đó.
Và bây giờ thì tôi muốn tìm lại cái cảnh vung vãi như thế này, tìm không ra. Nó lớn rồi, nó bay xa hết, chỉ còn tôi thui thủi một mình đó trong nhà thôi. Tôi rất thèm được thấy cái sân nó vung vãi đồ chơi của trẻ em thế này mà không có anh. Cái anh nghe cái lòng anh trùng xuống ngay. Nó ồ, hóa ra là như vậy. Cũng cái chuyện ngổn ngang thế này mà người hàng xóm thì họ cảm thấy rất là hạnh phúc khi nhìn thấy trong nhà có những đứa con nó đang quậy phá, đang nghịch ngợm. Thế mà mình thì cảm thấy rất là bất hạnh, rất là bực bội. Và điều này nó cho chúng ta một bài học, thưa các vị, là khổ đau hay an lạc từ cái nhìn của mình chứ không phải là từ bên ngoài. Đó là điều thứ hai chúng ta đi vô, và xin các vị nhớ cho cái điều này rất là cẩn thận. Mở mắt ra mà mình mời cái ý niệm ghét hàng xóm, ghét người thân trong nhà, sinh khởi ngay đây là cả một ngày các vị sống trong cái tâm trạng ghét cay ghét đắng. Mở mắt ra mình mời được một cái ý niệm yêu thương có mặt thì các vị sẽ sống trong trong một ngày bằng cái tâm rất là lành, rất là an lạc. Hai cái tùy các vị khéo mời tâm thức các vị lên mà thôi. Cái điều thứ ba là ta làm thế nào để có thể an trú và điều phục tâm. Các vị thấy nè, tâm ai như tảng đá, an trú không dao động, không tham và khả ái, đáng phẫn nộ không sân. Đó là cái quá trình, cái tiến trình ta làm thế nào để an trú và điều phục được tâm ta. Điều thứ nhất là mình làm thế nào để khéo điều phục. Khi có một cái cơn giận nó sinh khởi trong tâm thức các vị làm sao? Để cho nó giận nổ bùng lên chứ biết làm sao? Hoặc là mình giận người kia quá, mình tìm gặp mặt người kia để xỉ vả một trận cho nó đã nư thì cơn giận nó dịu xuống. Còn mình cứ đè cái cơn giận lại trong trái tim mình, nó thổn thức, nó khó chịu, và rồi tới lúc nó nổ bùng mạnh hơn. Cái khuynh hướng chúng ta là như vậy. Bực bội ai mà gặp mặt người kia và người kia đứng yên đó cho mình xỉ vả một trận tả tơi thì nó rất là nhẹ nhàng. Gật đầu nữa chứ. Điều này nó trúng quá gật đầu. Thưa đại chúng là nó có hai ba trạng thái phát sinh phía sau. Khi mình vung vãi những cái cơn giận như lửa của mình đổ vào người ta, xong rồi cái mình hối hận. Cái cơn giận nó bùng cháy trong 5 phút, nhưng mà cái hối hận thì nó kéo dài bao lâu? Thưa nó rất là lâu. Đó là điều thứ nhất, tác hại đến tự thân mình. Điều thứ hai nữa là thế này, thưa đại chúng là không có cái gì không chiêu lại cái quả, nó trả ngược lại. Nhân gian này mình tặng họ cái gì họ sẽ trả mình lại cái ấy gấp hai lần. Mình đấm người ta một cái rất là nhẹ thì họ không phải đấm mình một cái nhẹ đâu, họ đánh mình bằng cái xà beng là vỡ vỡ đầu như chơi. Cái chuyện đó rất là đương nhiên thôi. Cho nên cái điều thứ hai của cơn giận được nổ bùng á, đó là cái tai họa của sự hồi báo do mình đã xúc phạm người ta. Chắc chắn điều này nó xảy ra thôi. Anh mà vung vãi độc độc vào người thì chắc chắn là người ta sẽ tìm cách thế nào đó để trả lại anh gấp hai lần. Đó là hai cái sai phạm mà ta đã không khéo điều phục. Sai phạm thứ ba là khi các vị để cho cơn giận nó tràn lên, nó nổ bùng thì các vị làm cho cái hạt giống giận trong tâm thức của các vị càng ngày càng lớn hơn. Và cái điều tác hại gần nhất là khi mình để cho cơn giận nổ bùng lên thì mình tự sát mình trước. Thế nào là tự sát? Có lần mình nói cùng các vị đó, người ta thử nghiệm cái này rất là thật chứ không phải mình dọa nhau làm gì. Khi mà cái cơn giận nó đang sôi lên
Và người ta úp mặt xuống, người ta thở cái hơi thở của người ta vào cái vùng tiết, cái hơi thở nó đông lại, nó đen rất là thẫm màu. Cái họ mới lấy ống chích, họ lấy cái hơi thở đọng lại màu đen đó, họ chích vào con chuột, chuột chết ngay. Cái hơi của mình thôi. Và các vị để ý là khi mình giận, mình ăn không, không tiêu. Và phải mất rất là nhiều giờ sau đó thì cơ thể mình nó mới có thể điều tiết được, nó mới làm cho những cái hóa chất, những cái độc tố của hệ thần kinh, của máu mình lần lần dịu xuống. Cho nên giận là làm cho gan mình tự nhiên bị đốt cháy, làm cho tế bào mình bị nhiễm độc. Và có một người đàn bà đang có cơn giận cực kỳ, và đứa con nó khóc, nó đòi bú, và cho con bú xong cái đứa con lăn ra chết mất. Người ta khám không biết là vì lý do gì mà tự nhiên nó bị nhiễm độc thức ăn. Cho nên cái điều tác hại thứ ba khi ta không khéo điều phục đó là mình để cho cơn giận nổ bùng, có nghĩa là mình tự giết chết mình. Và đó là cái vụng về của chúng ta. Cái không khéo, bây giờ khéo có nghĩa là gì? Điều thứ nhất là mình giải thích một trạng thái giận thôi, thì các vị có thể nhìn lại tất cả những cái trạng thái tiêu cực của tâm để trị liệu nha. Khi giận, tốt nhất là mình đừng nói một lời nào, thử làm vậy các. Ví dụ như trong gia đình, người hôn phối của mình mà mình cảm thấy giận lắm á, mình ký cái hợp đồng với người thân của mình là khi có giận nhau mà tôi đóng cửa phòng, tôi dán cái chữ là nhà không có khách miễn vào, thì ông biết là tôi đang lên cơn giận đó. Đừng có chọc ghẹo, đừng có gõ cửa, đừng có kêu tôi à. Hãy để cho tôi tự dằn xếp, loại trừ cái cơn giận, bao giờ nó dịu thì tôi mới cho phép, tôi mới nói chuyện với ông. Đó là cái phương pháp rất ư là cụ thể ta có thể làm được. Tôi không biết là trong đời sống các vị có khi nào giận người thân của các vị chưa? Có khi nào chiến tranh nóng rồi chiến tranh lạnh chưa? Có rất là nhiều, phải không? Bây giờ mình hứa với nhau là khi nào giận thì mình có một cái hợp đồng là cái hiện tượng giận khi nó xuất hiện trong tôi á, thì thứ nhất là tôi sẽ rút vô trong phòng, tôi im lặng, tôi không nói chuyện, tôi cần một thời gian để tôi làm cho những cái hóa chất giận trong cơ thể tôi nó trung hòa, nó đào thải. Cho nên lúc đó thì yêu cầu đừng có xúc phạm thêm, đừng có đổ dầu thêm. Và ta có một cái thói quen là thưa đại chúng, là ta có một thói quen là ta không biết sử dụng cái nguồn năng lực của người thân ta. Ta cứ rất ư là kiêu ngạo và mặc cảm, ta nghĩ là làm chi mà phải nói để cho người kia biết mình đang giận, mình đang buồn, họ khi dễ mình sao, mình rất là mặc cảm, mình không có cầu cứu với người thân của mình. Cho nên cái phương pháp thứ hai tích cực hơn là ta nên cầu cứu với người mình thân. Ví dụ như các vị là những người vợ, các vị là những ông chồng, các vị có thể nói với người thương của mình, nói cái câu gì? Lúc đó giận quá chắc nói ngọt không có được, phải không? Nói ngọt không được, mình thưa anh viết chữ, nói là em đang rất là khốn khổ vì cơn giận nó đang hành hạ em, hoặc anh đang rất là khốn khổ, trái tim anh muốn vỡ ra, lá gan anh muốn cháy đi vì cái nỗi giận em nó vụng về xúc phạm anh, em giúp giùm anh. Thưa, mình ra hàng xóm láng giềng mình năn nỉ người ta thì nó mắc cỡ, chứ mình năn nỉ với cái người chung chăn gối của mình mấy chục năm sao lại mắc cỡ chứ. Thế mà mình có cái lỗi rất là chung, đó là mình mắc cỡ với người thân của mình. Mình rất là tự ái, mình rất là kiêu ngạo và tự hào, mình ưỡn ngực, mình tưởng mình ngon, nhưng mà thú thật là trong lòng nó đang khốn khổ vô cùng, tội nghiệp vô cùng, mà mình không chấp nhận điều này rất là tội. Có một câu chuyện thế này. Cái thằng bé nó xúc cát nó chơi. Các vị biết những gia đình ở Mỹ này thường thường họ tạo những cái cảnh để con nít chơi đó. Trong một cái vuông cát về, nó gặp một cái cục đá, nó hì hục, nó cãi cho được cục đá nó để nó bỏ ra khỏi cái sân cát của nó, cãi hoài không có được. Có nó ngã bật rồi nó khóc. Cái bố nói, tại sao con không sử dụng cái năng lực, cái sức mạnh của con? Nó nói, con đã làm hết sức của con rồi mà con không có thể làm thế nào để bưng cục đá bỏ ra được. Bố nói, còn một cái sức mạnh nữa mà con không chịu sử dụng, tại sao con không gọi bố à, bố giúp con? Thế thì bố sẽ bưng giúp con. Cái nó nói, ồ bố à, bố giúp con. Cái ông lại bưng cục đá ông bỏ ra. Thưa đại chúng, là năng lực của tự thân ta
không có nghĩa là nó ở trong đây không. Niềm vui của ta không có nghĩa là nó chỉ ở vỏn vẹn trong hình hài này. Ta sống với nhau, ta có một hôn ước với nhau, cuộc đời mình gắn vào nhau có nghĩa là người kia là một phần của mình. Kinh Thánh có nói là người kia là xương sườn của ta, hay là người kia là phân nửa của ta. Thế thì thưa các vị, sức của ta không phải là chỉ có hình hài này, mà còn người thân bên cạnh yểm trợ ta nữa. Ta hãy biết mở miệng ra. Đây là cái phương pháp rất là tích cực để điều phục. Mình hãy mời gọi người thân mình giúp mình trị liệu những cái buồn, cái giận trong tự thân mình. Đó là phương pháp thứ hai rất là tích cực. Và cái phương pháp này các vị làm được, cái quà tặng nó đến với các vị là gì? Cái giận tự nhiên nó dịu, cái buồn tự nhiên nó vơi. Chưa cần làm gì nhiều, chưa cần người kia giúp ta điều gì cả. Ta chỉ cần nói một câu à, anh ơi hoặc em ơi giúp em. Thế là tự nhiên cái nỗi buồn, cái cơn giận, cái bất an các vị nó dời phân nửa ngay. Lòng các vị đủ mở ra. Và người kia dù có giận 9 xe 10 vàng gì, mà khi nghe các vị nói một câu như thế thì lòng của họ trùng xuống ngay à. Chắc như thế. Đó là phương pháp ta khéo điều phục. Mà điều phục được cái này thì các vị đã có được cái gì rồi? Chắc chắn là có được niềm vui, chắc chắn là có được an lành, có được hạnh phúc ngay. Hạnh phúc, niềm vui không cần phải mời gọi đâu cả. Nó tự có trong đời sống các vị. Các vị khéo chuyển đó, thì tự nhiên các vị có ngay, chứ không cần phải tìm kiếm đâu xa cả. Đó là phương pháp ta hãy khéo điều phục. Và mình giải bài một cái trạng thái của giận thôi, thì từ đây các vị có thể ứng dụng vào mọi cái trạng thái tâm hành của đời sống ta. Các vị buồn, các vị bực bội, các vị tức tối, các vị lo âu, các vị cũng có thể chia sẻ điều này với người thân ta, với con cái ta. Và họ là những người giúp mình lấy đi cái năng lượng buồn phiền giận tức rất là dễ. Có chị đó, chị đưa con đi học. Con bé nó bé lắm, nó lấn quấn theo mẹ từ bé, cho nên lần đầu tiên nó đến trường nó rất là kinh sợ. Cái chị không biết làm thế nào để trấn an con bé khi thấy nước mắt nước mũi nó đầm đìa. Cái chị nói, con à, khi nào con cảm thấy mà lo sợ bất an á, con cảm thấy người xung quanh rất là lạ, con bối rối á, thì con hãy đặt tay con vào trái tim. Con nghe trái tim con đập, con biết là mẹ đang có bên con, lúc nào cũng yêu thương con hết. Cái nó rất là thơ ngây, nó đặt tay lên ngực, nó nghe trái tim nó đập, cái nó mỉm cười, nó nói ờ. Và tới chuyện nó bước vào trường thì nó nhìn ra mẹ nó cười, đặt tay vô trái tim, cái nó bắt chước mẹ, nó đặt tay vô trái tim, cái nó rất là an bình, nó đi vô lớp học. Và ngày đầu nó làm quen được với trường lớp, không khó khăn. Và thế là từ đó cuộc đời nó lớn lên cho tới lớn. Và một hôm, cách đó nhiều mấy năm rồi, chỉ quên bẵng cái chuyện chỉ dạy con điều đó. Một hôm có chuyện rất là lo buồn, mẹ bên một tiểu bang rất là xa điện thoại về. Cái chỉ rất là lo lắng, rất là bất an. Trong khi mọi việc nó đang đổ dồn vào đời sống của chị, trong cái tâm trạng rất là bất an như vậy, thì chỉ ra phi trường bối rối, quên cả cái vé phi cơ không biết để đâu. Thì lúc bây giờ con cái nó lục lọi xong, nó đấy nó sắp xếp xong rồi, cái trước phút chỉ chào con cái để chỉ đi vào phi trường thì đứa con nó gái đặt tay vô ngực vậy. Cái chị hỏi, ồ, tim con có vấn đề sao mà con đặt tay vô ngực? Nó dạ không. Ngày xưa lúc còn bé mẹ đã từng dạy con là hãy đặt tay lên ngực khi thấy nhịp tim còn, tức là người thương mình đang ở bên mình, đang ở trong mình. Con nghĩ là mẹ hãy đặt tay lên ngực để mẹ thấy là lòng thương của con luôn có bên cạnh mẹ. Cái tự nhiên bà nhớ lại lời của bà dạy, cái bà cảm thấy là rất là an bình. Và thưa đại chúng, cái điều này nó dạy cho chúng ta một bài học là ta hãy biết sử dụng năng lượng của những người thương yêu chung quanh ta. Con ta cũng là người vị thần hộ mệnh cho ta, người thương ta là vị thần hộ mệnh cho ta. Và làm được điều này là các vị khéo điều phục đời sống của các vị để có được an lạc và hạnh phúc ngay trong cuộc sống này. Đó là điều phục có mức độ rất là cạn. Bây giờ mình điều phục có mức độ sâu hơn. Mình gửi cho các vị những phương pháp cụ thể lắm á.
mà các vị làm ăn không có được, đó là đó là lỗ vốn của tôi. Mình chia sẻ rất là chân tình. Các vị sống đời sống gia đình mà không có tạo được niềm vui và hạnh phúc, không có mang lại hạnh phúc cho người thương của mình là thất bại lắm. Sống với nhau mà chịu đựng nhau rất là tội nghiệp. Mình hãy làm cho đời sống mình không phải là sự chịu đựng. Và nhớ như vậy, đừng có thấy đời sống mình là sự chịu đựng với người kia. Đời sống mình là một quà tặng dâng hiến niềm vui, dâng hiến hạnh phúc cho người, dâng hiến hạnh phúc cho con, dâng hiến hạnh phúc cho người thương, dâng hiến hạnh phúc cho người hàng xóm láng giềng, cho bất cứ người nào mình tiếp xúc trong cuộc đời. Chứ mình đừng để đời sống mình nó bị ung nhọt. Đừng để đời sống mình mà gặp ai mình cũng cảm thấy bực bội, rất là tội nghiệp. Đời sống ta không có dài trong cuộc đời. Các vị phải khéo thực tập những điều này, nó rất là cụ thể. Điều thứ hai, chúng ta đi vào cái điều phục sâu xa. Làm thế nào để điều phục những cái buồn, cái giận, để cho lòng mình nó vững vàng như tảng đá không dao động? Làm thế nào? Cách thứ nhất, nếu các vị giỏi, các vị thể ngộ được tâm thì điều phục rất là dễ. Tự thể tâm của ta nó vốn an bình, tĩnh lặng, nó luôn tràn đầy niềm vui, giống như biển nó luôn đòi hỏi cái sự yên bình. Mọi vật trong đất trời nó đều đi về cái trạng thái an lành, tĩnh tại, yên nghỉ cả. Cái tự thể tâm ta nó vốn như thế. Nếu mình nhận ra cái điều này và mình quay về nhận ra được cái tâm Phật bất động của mình, thì đó là cái con đường mà ta an trú để có thể điều phục ở cái tầng rất là sâu xa. Ở mức độ cạn hơn của cái tầng điều phục này, tức là ta chưa thể ngộ tâm á, thì quý vị cũng có thể theo cái phương pháp này thực tập thử. Đó là khi có cái buồn, khi có cái giận, khi có cái lo lắng bất an đến với các vị, các vị đừng vội làm gì cả. Cứ ngồi yên bình, khép mắt lại, mỉm cười, mời cái buồn, mời cái giận, mời cái lo lắng ra, các vị nhìn mặt nó. Chỉ làm chuyện đó thôi. Làm được không? Lâu nay mình nói quanh quanh cũng nói chuyện à. Hơi khó một chút, tại mình chưa quen. Cả đời mình cứ luyện mình vào cái buồn, cái giận, cái lo lắng. Khi buồn đến mình thấy mình buồn, giận đến mình thấy mình cái giận. Bây giờ mình thông minh hơn. Buồn là một cảm thọ nó đến rồi đi, mà ta là cái nhìn thấy buồn, nhìn thấy giận. Các vị chỉ cần làm chừng đó việc thôi, thì các vị sẽ thấy đời sống của mình mỗi ngày mỗi sáng hơn. Và những cái buồn, cái giận nó không còn có cơ hội nó dẫn các vị đi đâu cả. Tự nhiên là mình an trú được tâm như một tảng đá vững chãi, không có bị dao động. Và chắc chắn là càng ngày cái sự định tĩnh của ta nó càng dày hơn, và đời sống của ta càng ngày ta càng làm chủ được, chứ ta không có bị người ta xỏ mũi dắt lên dắt xuống, giống như bắt nông dân dắt con trâu, không có như vậy. Đó là cái phương pháp chúng ta điều phục ở tầng sâu. Mình xin lặp lại, cái tầng sâu xa nhất ấy, là thể ngộ được tự thể tâm vốn là bất động. Cái này nó đâu có khó khăn chi. Các vị có ý niệm tu hành giỏi, các vị khéo quay vào bên trong thì nhận ra được điều này. Và cái tầng có thể thực tập rất là dễ đối với các Phật tử, đó là khi buồn, khi giận, khi lo lắng bất an, mình hãy ngồi yên bình trầm tư lại, nhận diện cái buồn, cái giận, cái bất an của tôi, chứ không phải tôi buồn, tôi giận, tôi bất an. Và mình đi vào cái con đường thực tập này thì chắc chắn là mình an trú được tâm trong cái trạng thái an lành, tĩnh tại và bất động. Và cuối cùng thì chúng ta thử nêu ra một vài cái phương pháp thực tập để cho các vị thực tập thử. Lâu nay các Phật tử tu học rồi về nhà, các vị thực tập như thế nào, nói cho tôi nghe thử coi, để cho tôi cảm thấy là mình, cái công phu mình nó không có bỏ sông bỏ biển. Nói nghe thử coi. Đợi 30 năm nữa là thành công. Chừng đó đâu còn sức đâu mà tu. Phải tu ngay bây giờ, phải làm cho được. Mình nêu ra những điều rất là cụ thể như thế này.
Thứ nhất là các vị sắp xếp được cái thì giờ. Thì giờ tu tập. Cái này ai cũng có thể làm được hết. Mình bỏ một đời để lo lắng cái chuyện hoàng xiên, mà mình không có thể bỏ một ngày, một tiếng đồng hồ để tập thể dục, giữ gìn cho sức khỏe mình tốt lành, cái đó là cái vụng về. Ở đây tôi không biết là các vị có làm cái điều rất là gần gũi nhân tình như tôi vừa nói hay không. Có những người lớn tuổi nơi đất nước này, họ ít việc phải làm, cho nên họ thường là sắp xếp thì giờ để tập một cái môn khí công nào đó, một cái môn võ thuật nào đó. Cái điều này rất là cần thiết. Hoặc mỗi ngày họ có một cái quy định là đi bộ 1 giờ đồng hồ, 2 giờ đồng hồ. Điều này rất là cần thiết. Có những người 75, 80 tuổi mà ta nhìn thấy họ như là người mới 50 ngoài thôi. Cái điều kiện trên đất nước này để giữ gìn sức khỏe, thưa đại chúng, là nó thừa chứ nó không có thiếu. Thế mà các vị không biết chăm sóc sức khỏe thì các vị rất là vụng về. Cho nên cái điều đầu tiên các vị nhớ là phải chăm sóc sức khỏe của mình. Đó là cái con đường thực tập mà sắp xếp thì giờ được như thế mới là người Phật tử biết tu. Còn mình bỏ lúng đời sống mình để cho nó chìm trong bệnh hoạn thì không phải là Phật tử biết tu. Và xin các vị lớn tuổi nhớ cho cái yêu cầu này rất là căn bản cho các vị, chứ không phải cho bản thân tôi. Thứ hai là sắp xếp thì giờ để làm gì nữa? Tối thiểu một ngày ta nên có một thời, hoặc là một thời niệm Phật, một thời tỏ thiền, một thời tụng kinh. Và không có gì tuyệt vời bằng các vị vừa đi bộ vừa niệm Phật cả, hoặc là các vị vừa đi bộ vừa thiền hành. Nó tốt cho sức khỏe là một, nó tốt cho tâm thức các vị là hai, làm cho những cái lo âu phiền não nó dịu xuống hồi nào không hay. Mình cứ bận rộn những cái chuyện không đâu, mình không dành một chút thì giờ chăm sóc cho mình rất là dở. Đó là các vị biết sắp xếp thì giờ. Mà ai nói rằng tôi không có thì giờ làm chuyện đó? Chắc chắn là chúng ta có dư thì giờ. Có điều chúng ta lười, chúng ta không chịu làm, thế thôi. Mình hãy dành một chút thì giờ chăm sóc đời sống của mình, chăm sóc thân của mình, chăm sóc tâm của mình. Và trong cuộc sống đời thường, thưa các vị, kiếm ra cái thì giờ để chúng ta tu, đó là chuyện tất nhiên của những con người muốn giữ gìn sức khỏe, muốn làm cho đời sống mình hạnh phúc. Từ khi mình muốn luyện cuộc đời mình theo dòng chảy, chán đời quá rồi cho nên trong chết phức cho rồi thì không nói. Còn người chưa chán đời vẫn còn thiết tha với cuộc sống thì các vị phải tự mình sắp xếp thì giờ để chăm sóc sức khỏe mình, chăm sóc tâm thức mình. Mình vừa nêu vài cái đại khái thôi. Chăm sóc tâm thức là nên có mỗi ngày tối thiểu là những giờ thiền hành nè, những giờ lại Phật nè, những giờ tụng kinh nè, và quan trọng nhất là giờ tỏ thiền. Thiền tỏ. Mỗi sáng thức giấc mà các Phật tử nằm trầm tư trên giường, hướng tâm về Đức Quan Thế Âm, niệm 10 câu Quan Âm là giỏi. Sáng thức giấc, chuyện lo lắng buồn phiền đó liền khởi lên trong tâm thức. Chưa kịp niệm Phật là mọi việc lo toan nó tràn tới thì dở. Các vị thử nhớ điều tôi chia sẻ nghe. Khi nào mỗi sáng thức giấc các vị vừa bật mắt dậy là nhớ Phật liền là các vị rất là giỏi. Thử tu chừng đó thôi, đừng làm gì nhiều cả. Sáng thức giấc nằm yên trên giường, chắp tay lại, nằm rất là thư giãn, chắp tay lại niệm 10 câu Quan Thế Âm và phát nguyện lành là lại thập phương Tam Bảo gia hộ cho con. Con hứa với lòng rằng một ngày nay con sẽ làm cho mọi người được vui, con sẽ rải lòng thương yêu con đến với mọi người, con không để cho cái buồn, cái giận, cái lo lắng bất an của con vung vãi vào người khác. Con sẽ nói một lời mềm mại dễ thương, con sẽ nhìn một cái nhìn rất là đầm thắm, rất là cảm thông. Con sẽ có một hành động mà không có làm tổn thương ai. Mỗi lần thức giấc là mình đều rải tâm từ của mình, không cần rải tâm từ cho cầm thú ngoài, rải tâm từ với những người thương trong gia đình, mình làm cho không gian của gia đình mình càng ngày nó càng an lành hơn.
các vị khởi một cái ý niệm lành, cái ý niệm ấy nó như sóng vậy, nó lan nó không gian trong môi trường sống của các vị. Thử thực tập như vậy, rồi một ngày tới tối thì các vị sắp xếp chút thì giờ để có thể tọa thiền, hoặc các vị nằm thiền cũng được để lắng tâm. Đó là sắp xếp thì giờ. Cái thứ hai, không biết mình sẽ tới mấy giờ thì các vị cúng gọi vậy? Đúng giờ là phải không? Thứ hai là nhận diện tập khí tiêu cực của ta. 5 phút nữa không nghỉ. Trong ta nó luôn có nhiều cái tập khí rất là tiêu cực. Cái chuyện của người ta gây nên lầm lỗi 10 năm về trước mà cứ nói lại nhảy hoài, đó là một loại tập khí tiêu cực lắm đó, các vị phải loại trừ. Nói một lần người ta đủ hiểu rồi. Người ta có tới 2 lỗ tai chứ không phải 1 lỗ tai đâu. Và nhất là con trai, nhất là đàn ông, họ không ưa cái chuyện các vị lải nhải nói nhiều, chắc như thế. Bản thân tôi hiểu rất là rõ điều này. Ai nói tôi một lần tôi nghe đủ rồi, đủ để ghi vào bộ nhớ, và rất là thông minh để biết mình phải làm gì. Cho nên cái điều tối kỵ xin đại chúng nhớ cho là cái tập khí của ta mở đầu là tập khí thích nói. Mình hãy làm ngược lại, bây giờ cái tập khí mình nên thích nghe chứ không thích nói. Khổ nổi tôi bị đẩy vào tình trạng nói nhiều nghe. Đó là mình nêu ra một vài cái điểm để các vị khéo quay về nhận diện. Tập khí của mình hay hờn hờn, tập khí của mình giận thì không muốn nói cho người kia biết, tập khí của mình thích chiến tranh lạnh, vân vân, đủ thứ tập khí xấu cả. Và nhận diện được nó có nghĩa là làm được công việc chi? Chuyển hóa được rồi đó. Lâu nay mình cứ thấy cái đó là tốt, cái đó cần, nhưng mà các vị nhận diện biết nó là một loại tiêu cực, nó tàn phá tâm thức ta, nó tàn phá đời sống gia đình ta, tàn phá hạnh phúc của ta đã vun vén bao năm. Thế thì các vị nhận diện được có nghĩa là các vị sẽ chuyển hóa nó. Tất nhiên là cái phần gợi ý thực tập còn một cái gợi ý nữa. Các vị nhận diện những cái tập khí tiêu cực, các vị cũng phải làm phát triển những cái tập khí tích cực. Cái chữ tập khí này nó có khó hiểu không? Tức là cái thói quen đó. Mình phát triển cái thói quen rất là dễ thương. Cái thói quen nào dễ thương thì nên phát triển. Người Đông Phương họ có câu là nếu anh không biết cười anh đừng làm người bán hàng. Tại vì người ta vô cái tiệm mình, ta mua đồ, thấy cái mặt của mình giống như là ai lấy của mình, thế thì họ hứa chắc một điều là không đến lần thứ hai. Mình bây giờ mình thử tập cái tập khí, mình thử thực tập một cái thói quen là mở miệng là tặng cho người ta nụ cười. Nụ cười thưa nó không mất gì của mình cả. Và càng cho thì càng giàu. Và nó chỉ giá trị khi anh cười, chứ anh để dành nó thì không giá trị chi cả. Anh cười thì tự nhiên nó có giá trị, mà anh không cười thì cái quà tặng nó không đến với bất cứ ai và không mất gì của mình đâu. Cười mình làm cho tới bao nhiêu cơ phận của mặt mình nó thư giãn. Thế thì đó là một trong nhiều tập khí rất là tốt lành ta phải thực tập. Không có cái món quà trên trời rớt xuống cho các vị, cái món quà nó đến từ cái sự cần mẫn thực tập của các vị thôi. Đó là một nét rất là nhỏ và các vị nhớ cho cái phần này rất là quan trọng. Các vị nhìn thấy cái thói quen của mình, cái nào mà nó giúp được cho người ta có niềm vui, mang đến hạnh phúc cho mình, cho người, đó là một thói quen tốt, rất là tích cực. Ta phải thực tập, làm cho nó mỗi ngày mỗi lớn. Và cuối cùng cái kết luận là thế này. Ý thứ nhất là hạnh phúc và niềm vui, đó là cái mơ ước muôn đời của con người. Cho nên trong đời sống chúng ta, ta hãy làm cho hạnh phúc và niềm vui luôn có mặt. Ý thứ hai là cái con đường mà thực tập, cái con đường chuyển hóa, con đường chuyển hóa tâm, nó rất là dài, đòi hỏi các vị phải thực tập từng bước một rất là chậm và đừng có ngao ngán. Và chắc chắn một điều là
các vị có tu tập, có chuyển hóa thì tự nhiên là niềm vui hạnh phúc nó đến với các vị thôi à. Cuộc sống của ta mỗi ngày nó mỗi lên cao hơn. Bên trong các vị đổi thay thì bên ngoài hoàn cảnh nó đổi thay. Tâm của các vị mà lành thì các vị chiêu cảm được cái thiện nghiệp lành, năng lượng lành của Bồ Tát gia hộ cho các vị. Con đường này nó dài nhưng mà ta phải đi thôi. Ý thứ ba, thưa đại chúng, là Phật pháp không dễ gặp, rồi thân người cũng khó kiếm. Đời sống an bình của chúng ta trên đất nước này cũng không phải là dễ tìm. Cái cộng đồng người Việt mình đã đổ xương máu trải dài trên biển Đông để đặt chân được trên đất nước này, và ta đã đổ mồ hôi rất là nhiều để có được đời sống như hôm nay. Các vị hãy biết trân quý đời sống của mình từng ngày, quý trọng nó và làm thế nào chuyển hóa để đời sống mình mỗi ngày mỗi có niềm vui nhiều hơn. Bằng không thì thưa mình rất là cô phụ một kiếp sống này, cô phụ hình hài này. Đó là điều xin đại chúng ghi nhận và cố gắng thực tập. Và xin dừng ở đây. Xin cảm ơn các Phật tử. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Bây giờ mời quý Phật tử chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử là chúng sanh.